để hỏi giá biết. Đấy, cái me này bao tiền này? Đây này á. Cái này là nội thất là 15 triệu, bán là đúng 12 triệu. À, bán đúng 12 triệu bán. Hỏi một loạt luôn, tí nữa lại hỏi cái cây mai này. Cây mai đấy á, dạ. Còn giá nhá, 5 triệu rưỡi. Còn cây ổi này. Cây ổi 2 triệu. Cây khế. Cây khế á, còn giá 5 triệu rưỡi. Đây, còn nốt cây này đi. Cây này 4 triệu rưỡi. Rồi, ok, cảm ơn chị. Bây giờ chỉ việc quay không hỏi nữa. Rồi, các bác thân mến, là hôm nay phiên chợ cuối tuần nhưng mà khá là vắng, có mỗi chị Liên là có những cây rất là đẹp, chắc là mới nhập ở miền Nam một đâu đó về thì chia sẻ với các bác giá, vừa báo một loạt rồi tí nữa các theo dõi lại xem nhé. Tiết từng cây một mạch chợ vắng, vắng xung quanh vắng. Bắt đầu từ cây me, nói thất 15 triệu, bán giá bán là 12 triệu. Đẹp ghê đấy nhỉ, đẹp quá, ổn định chậu lâu năm rồi, già, không có thể chê được cái độ già đó. Cần chậu. Dạ. Này có mỗi chỗ này là đẹp nhất. Đẹp quá. Tay chi già và đã chát, đã chát. Tay chi già chát. Đấy. Cái này gọi là cái gì anh nhỉ? Me. Đấy. Hơi khó quay nhưng mà tổng thể là như này. Cây trực huyền. Cây trực huyền. Đẹp, già lắm. Đẹp. Hoàn thiện rồi. Chơi. Để chỉ được chơi. Giá mốc trắng thân thì dễ. Đấy, đơn chuyển lên. Cái mai đẹp quá. Mai em để nhờ cái nhá. Để sang cây tiếp theo, cây mai chứa thủy lá trung là lớn. Đấy. Đẹp quá, đẹp già, giờ rất dăm, đẹp rồi. Đáng đồng tiền. Mai chú thủy. Đây. Bạn nhìn vừa nãy báo giá rồi, giờ xem lại cái đoạn đầu con ấy. Tôi hỏi một loạt. Giờ tôi không nhớ. Thế. Nhiều khi về các bác sẽ bán hàng mà hỏi nhiều nó cũng khó.
đang bận tiếp khách thì hỏi lượt cho nó tiện. Ngày mai, ngày mai đẹp quá. Như hàng triển lãm rồi đấy. Đây, chuyện ổi. Ổi vừa hỏi ổi lúa. Ổi lúa ghê chứ. Ổi lúa. Ổi lúa ghê chưa. Đây, thân thì giống hết rồi. Khỏe ghê. Đây chi này. Này thấy cái chậu khác là đẹp lắm. Chậu khác đẹp. Chậu này chậu đắp tay này. Nhìn nó không hợp lý. Tôi mua về thay cái chậu khác đẹp. Khỏe lắm, ổi thì khỏe lắm. Chơi thứ tư. Mình dành này. Ổi tàu này. Tàu. Ổi tàu. Ngày mai đẹp quá. Anh ơi, nó mà đẹp cây mấy chục năm vậy là cây 1-2 năm rồi, nó rẻ là anh ạ. Mun đen. Cái này nó là não mai rồi, nhưng mà nó là những hàng có đẹp như thế này. Cái này đẹp. Cái này đẹp. Đẹp thì cũng phải là như thế này, nó mấy chục năm chia tiền, cũng phải là giá cao. Đúng không? Mà chẳng là bao tiền. Giả quá. Tính năm thì giả rẻ quá. Như thế này. Tính năm thì rẻ quá. Này tay tán là xong hết rồi. Này, chơi. Vừa chơi vừa thơm, vừa đẹp vừa thơm. Đấy cái kế gần. Kế gần. Kế gần. Ghế gần này, ghế gần này chân đẹp quá nhỉ. Đất nó sắp ra miếng anh ạ, à, anh đừng đừng cho hàng rẻ, cho hàng rẻ ở nhà đi có đi thôi. Anh chơi vài cây này, anh chơi suốt đời, quanh năm cũng bao giờ là chán cả. Chơi một cây hơn, chơi 10 cây thôi. Chơi một cây, chơi nữa, chơi 10 cây. Nhớ nhớ. Cái gì ạ? Chỉ có mặc cả thì là được. Không đầy sân nó vẫn luôn. Bảo vệ hả? Đúng rồi, bảo vệ như hôm nay cái này. Cái nào? Cái này giảm bao nhiêu? Cái này. Khoảng độ chắc khoảng quanh quanh cục. Quanh quanh cục. Cái này không thể cục nữa. Quanh cục nữa. Mua bim bim này về chơi hay. Ai về cho chơi bim bim. Đấy, đấy mang tay về quần tiếp. Đấy, ngon. Ngay đấy. Đấy, đấy. Quê. Này, vừa bệt cho nó bệt lại. Nó làm biển thì đẹp. Làm biển thì lại có tiền. Anh ơi, bây giờ anh không đi thế được, anh đi vào.
Đấy, đây tập trung hết ở đây. Đây ngồi đây ngắm cây okay, me này đẹp. Cây me này tầm chục tầm chục lên là mua được. Không biết chán ăn gì. Chân châu này của em mà anh trả 60.000 bạc một cái này. Mày hạn trả 60 mà. Chưa kịp rồi à? Cần coi quá. Chúng hết ở đây. Hôm nay có chỗ này đẹp nhất. Anh mua được bao nhiêu ba cây này? Được bao nhiêu một đôi ba cây này được em bán không? Được em bán vừa anh một đôi, anh lộc quá. Lộc chưa? Cái này cái đẹp. Cái này cái đẹp. Này đẹp. Để quay lại cái mè phát. Thích nhất là cái đôi già của cái me này, già nó, đôi già nó. Thích nhất đôi già này. Cái này lại lớn theo rồi á.